Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Còn lại một khúc bên đây á, bữa nay trời á, chuẩn bị mưa á, cho nên là ba chồng em nói là nhổ hết luôn, xong rồi bỏ trong kho, chứ để mưa xuống á, thì cũng không có tốt. Bên đây á, là do mấy bữa nhà em trồng á, là kiểu như mình cắt một cái củ ra thì nó có nhiều á. Lấy cái miếng bự á, thì tụi nhà em trồng ở bên đây, còn cái miếng nhỏ kiểu như cái giống không có tốt á, thì nhà em trồng bên đây, cho nên thành ra là cái khoai tây bên đây thì cái củ nó nhỏ hơn với lại nó lớn chậm hơn là vậy á. Do cái lúc mình trồng thì mình bỏ giống không có tốt á. Mấy xưa như xì căng khai sinh điện như xì em đăng cái video nhổ khoai tây lên á, thì cũng có rất là nhiều ông bà cô chú với anh chị hỏi em á, là khoai tây ở nhà em nè, mẹ chồng em làm sao để bảo quản ăn được cả năm. Thì em hỏi mẹ chồng em á, thì mẹ chồng em nói là do thời tiết ở bên đây á, bây giờ hiện tại đang tháng 6, thì mẹ chồng em nói là bây giờ hiện tại đang tháng 6, cho nên là ở chỗ em á thì thời tiết cả nhà thấy thì nó nóng, nó tầm 20 mấy 30 mấy độ. Hiện tại có nhiều ngày á là 32 33 độ nè, nhưng mà thời gian sắp tới thì nó có một cái khoảng thời gian nóng hơn nữa. Anh xã xa thì đang là truy rưa là sự hao cho đua sầu tu 40 độ à, nóng lắm rồi đua à. Chồng em nói là thời tiết mà nắng nhất luôn á là có khi tới 40 độ là bây giờ là 32 33, nhưng mà sắp tới là sẽ có khoảng thời gian 40 độ, nhưng mà nó không có kéo dài. Thay đua xạo duyên khai sử lận đó hả, chịu duyên khai sử lận rồi tôi mà. Tới tháng 9 á là bắt đầu lạnh rồi á cả nhà ơi, cho nên là hiện tại bây giờ tháng 6 và tới tháng 9 thì nó cũng không có nóng bao nhiêu thời gian. Trong cái khoảng thời gian mà nó nóng như vậy nè, thì cái khoai tây này ha, thì mẹ chồng em sẽ thu hoạch xong rồi bỏ vô trong nhà này, mẹ bỏ trong nhà kho này. Mẹ nói á, cái khoảng thời gian này nó nóng á, thì mẹ sẽ ủ như vậy này cả nhà. Mẹ chồng em sẽ ủ xong rồi mẹ nói là tuy là nó nóng không có lâu, nhưng mà nó vẫn bị mọc mầm nha, nó vẫn mọc mầm lên. Xong rồi mẹ lặt cái mầm đó mẹ bỏ, thì lặt đâu tầm khoảng 2 đợt mầm á là bỏ. Mấy cái này không biết có độc hay không mà khi mà mình trồng á, cái bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cái nó màu xanh như vậy. Thì mẹ sẽ ủ như vậy, rồi qua tới tháng 9 á thì bắt đầu nó lạnh rồi, cho nên là đâu có cần phải sợ mọc mầm nữa đâu, tại vì qua tháng 9 thì để đó thôi thì nó không có hư, cho nên là nhà em mới có thể ăn được cả năm luôn. Vũ Bạch Trinh nè, Vũ Bạch Trinh hả? Bữa trước mẹ chồng em nói là bên đây là bán được tầm khoảng 500 kg. Nó Vũ Bạch Trinh nặng mai tôi thở xiên á. Liêu chị bãi ha, xiên thì chưa. Mẹ nói là bên đây á, khoai tây sẽ có thể bán được tầm khoảng 500 kg, bán ra được tầm 600 700 tệ, tính qua tiền Việt mình á là tầm khoảng 2 triệu mấy ha. Còn bây giờ bên đây nè, bên đây là mới thu hoạch thêm, nhưng mà nhà em á thì không có đem đi bán mà để dành ăn luôn, tại ăn cả năm mà. Thì hôm nay á, em cũng có một cái lời cảm ơn gửi đến khán giả đã yêu thương và đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua. Cũng nhờ có mọi người á, là yêu thương và quý mến gia đình em mà xem video nè, rồi xem ủng hộ gia đình em quảng cáo, cho nên là mới có thể kiếm được tiền. Thì cái cách mà YouTube người ta tính tiền á, thì người ta sẽ tính theo lượt quảng cáo. Giống như là video mình làm ra mà có hay cỡ nào mà không có quảng cáo á, thì cũng sẽ không kiếm được tiền. Còn nếu mà được chèn quảng cáo vào á, thì mới có thể kiếm được tiền. Mỗi 1.000 lượt xem mà có đi kèm quảng cáo thì sẽ kiếm được tầm khoảng
Tùy theo mệnh giá, tùy lúc nha. Có lúc á, thì nhà quảng cáo người ta chi trả cao á, thì được tầm khoảng 2 đô mấy. Có lúc á, thì chỉ có 1 đô mấy thôi. Nói chung thì như ví dụ như View Việt Nam á, thì cái nhà người ta thuê YouTube làm quảng cáo thì là người Việt Nam, thành ra cái tiền quảng cáo nó sẽ ít hơn. Và nếu như mà cái lượt quảng cáo đến từ người xem Mỹ á, thì cứ mỗi 1.000 lượt xem đó thì cái mệnh giá tiền á, nó sẽ cao hơn. Cho nên là cũng tùy thuộc vào cái quốc gia của cái người xem quảng cáo cho mình mà YouTube nó sẽ chi trả cho mình nhiều hay là ít. Nói chung á, là YouTube này á, sau khi mà mình làm á, thì mình thấy nó cũng không có dễ dàng thật. Tại vì á, là ngoại trừ mà nội dung của mình làm để cho khán giả trên kênh xem hoặc là mọi người xem á, thì nó còn phụ thuộc vào nhạc bản quyền nè. Rồi nói chung là YouTube á, cái luật của nó cấm rất là nhiều, nói chung là rất là gắt. Cho nên là thì em cũng đã thất bại với một cái kênh đầu tiên là bị mất kênh đó, thì do vi phạm nhạc bản quyền. Cho nên là qua cái kênh mới này thì em đã rút được kinh nghiệm và làm thì nó đã suôn sẻ hơn rất là nhiều. Với lại mình cũng chú ý về cái vấn đề nhạc bản quyền nhiều hơn rồi á. Đó, cho nên là rất là suôn sẻ thì cái kênh mới này em đã được lãnh tháng lương đầu tiên. Lương mà tổng tháng lương cuối kỳ á, thì em được 476 đô. Nhưng mà sau khi mà trừ thuế Hoa Kỳ á, trừ thuế ra thì hình như là mất tầm khoảng 10% tiền thuế. Tại vì 476 mà nó trừ 81 đô, em còn lại 394 đô. Và khi mà đổi qua tiền Việt Nam mình á, thì em lãnh tiền là lãnh ở ngân hàng Việt Nam ha cả nhà. Cho nên đổi qua tiền Việt Nam là được 9 triệu, nhưng mà trừ hết 51.000 phí ở ngân hàng á thì còn lại 8.950.000. Cho nên là tháng lương đầu tiên này thì em lãnh được 8.950.000. Thì sau khi mà em có lương á thì em cũng chia sẻ với lại ba mẹ chồng em, thì ba mẹ chồng em cũng rất là vui. Em cũng nói là em cũng muốn mua cái này cái kia tặng cho ba mẹ á, nhưng mà ba mẹ nói là bây giờ thì đừng có mua, tại vì đồ áo thì ba mẹ có. Kiểu như mấy dịp lễ hay này kia thì anh hai mua cho mẹ rất là nhiều mà mẹ chưa có mặt tới. Cho nên đó là mẹ kêu là hai đứa thì cứ giữ tiền đó trước đi, rồi ráng làm cố gắng, chứ bây giờ thì đừng có mua cái gì hết trơn á. Ba mẹ kiểu như là giúp được tụi em quay được video nè, rồi giúp được tụi em có tiền á, là ba mẹ đã vui rồi. Và lời cuối cùng á, là em cảm ơn đến cả nhà mình rất là nhiều. Hy vọng thì cả nhà vẫn sẽ yêu thương gia đình em và đồng hành cùng gia đình em trong thời gian sắp tới. Thì với những cái thước phim mà về thôn quê nè, bình yên như vậy thì em hy vọng cả nhà mình sẽ sau những cái giờ làm việc rất là mệt mỏi và ở giữa cái thành phố tấp nập thì mình có thể tìm thấy được cái cảm giác bình yên trong tâm hồn khi mà nhìn những cái cảnh thôn quê, đồng cỏ xanh mát như vậy ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì em cũng có một cái đoạn video thì em đã thông báo cho ba mẹ là em có lương, với lại là ba mẹ có lời cảm ơn gửi đến cả nhà mình, thì cả nhà mình cùng xem cái đoạn video này ha. Tôi rất là vui. 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 Bữa trước lễ ba cũng mua cái này về, xong hồi bữa nay á ông ăn hết rồi cái ông thèm á, ông nói để ông đi chợ ông kiếm cá ông mua. Em tưởng mua cá mà chưa có nấu chứ ai gì, ông ra ông mua cá người ta chiên bột sẵn tiếp. Giò heo tiếp, tại ba thấy mẹ chồng em thích ăn giò heo á. Còn cái này là cái đồ ăn dư của ngày hôm qua. Hâm nóng lại ăn, chứ ở bên Trung Quốc này đồ ăn dư không có bỏ một cái miếng gì luôn á cả nhà. Còn sót lại một xíu xiu cũng phải hâm lại để ăn. Rồi. Đó là dưa hấu. Dưa hấu ở bên Trung Quốc này to với là giòn lắm. Hảo đó. Ma chua, sải chưa pha sải. Hảo đó mama. Mẹ em vui á. Hảo đó. Papa, hôm nay tôi có công chức rồi. Hôm nay rồi. 2700 đồng. 2700 đồng.
连线几百块钱，还是民政的吗？是的，是的，你开心吗？开心。啊，你我装的行啊，都是大家的帮我看视频，我才可以装。对。爸爸要不要谢谢大家？谢谢大家，感谢大家。好的。帮助。是的。会会说话不整整就是一样话。又不会说。好了，我们吃饭吧。啥呀，吃饭谁哎？嗯。Và cái điều cảm ơn không có thiếu á, chính là cảm ơn gia đình bên phía chồng em nè. Ai cũng yêu thương và rất là vui vẻ hòa đồng với em. Với lại là rất là nhiệt tình giúp đỡ em quay video luôn. Ba mẹ nói á, là ba mẹ không có cần tiền em cho. Nhưng mà ba mẹ nói á, là rất là cần em sau này á, là ba mẹ già nằm một chỗ á, thì có em chăm sóc. Cho nên là em nói với ba mẹ chồng á, là ba mẹ chồng không có cần em chăm sóc tiền bạc. Thì sau này á, em sẽ chăm sóc cho ba mẹ về tinh thần. Với lại á, là kiểu như là cho ông bà á, có khoảng thời gian cuối đời nè thật là hạnh phúc. May mắn thì ba mẹ ruột em ở Việt Nam hiện tại mới 50 mấy tuổi. Cho nên em cũng mong cho ba mẹ em ở Việt Nam có sức khỏe thật tốt, để em cũng có thể có thời gian chăm sóc và quan tâm ba mẹ em ở Việt Nam. Cảm ơn cả nhà mình, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.